Chuyển động 360 kính chào quý vị và sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Hôm nay sẽ diễn ra hiện tượng nguyệt thực một phần dự kiến kéo dài 3 giờ 28 phút, trở thành nguyệt thực dài nhất không chỉ của thế kỷ 21 mà trong hơn 580 năm theo dữ liệu của NASA. Vậy ở Việt Nam người dân có thể quan sát được hiện tượng này vào thời điểm nào? Hiện tượng thiên văn kỳ thú này có thể quan sát được bằng mắt thường, tuy nhiên người dân Việt Nam chỉ quan sát được giai đoạn cuối của hiện tượng nguyệt thực một phần. Các tỉnh ở khu vực phía Bắc sẽ quan sát tốt hơn, rõ hơn và có thời gian dài hơn. Dự kiến tại Hà Nội, từ 17 giờ 14 phút mặt trăng bắt đầu mọc, 17 giờ 47 phút kết thúc pha nguyệt thực một phần chuyển sang pha nửa tối, người dân có khoảng 30 phút để quan sát. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 17 giờ 26 phút mặt trăng mới bắt đầu mọc, 17 giờ 47 phút hiện tượng kết thúc. Những người dân sống ở khu vực ven biển sẽ dễ quan sát nhất. Trong nội thành, người dân cần đứng ở vị trí cao, ví dụ như những tòa nhà cao tầng, ban công để có góc quan sát tốt nhất hiện tượng kỳ thú này. Thưa quý vị, dù sức mua hoa tươi dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay được các chủ cửa hàng hoa dự báo là thấp hơn các năm, song giá hoa tươi trên thị trường vẫn tăng đáng kể ghi nhận tại một số chợ đầu mối, những loại hoa đang vào mùa có giá phải chăng như cúc Tana 50.000 đồng một bó, cúc họa mi cánh tròn 60.000 đồng một bó, hồng Chùm 140.000 đồng một bó. Tuy nhiên, một số loại hoa có giá tăng tới 20 đến 30%, như hoa ly có giá 20.000 đến 35.000 đồng một cành tùy loại và màu sắc. Đặc biệt, giá hoa hồng côn minh Trung Quốc ở mức 240.000 đồng một bó, tương tự hồng Đà Lạt tăng lên đến 240.000 đồng một bó. Vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 19 tháng 11, tại km 20 cộng 900 chân dốc cầu Bạch Đằng gần trạm kiểm soát dịch COVID-19 trên cao tốc Hạ Long, Hải Phòng, thuộc địa phận thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn khiến một người tử vong. Cụ thể, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C09490 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R02500 do anh Nguyễn Văn Định, sinh năm 1979 ở Yên Dũng, Bắc Giang, điều khiển theo hướng Hải Phòng, Hạ Long, đã va chạm với xe ô tô con loại 7 chỗ biển kiểm soát 29LD03741 do anh Trịnh Xuân Quang, sinh năm 1963, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, điều khiển đi cùng chiều. Sau đó, xe đầu kéo này tiếp tục đâm vào hai xe ô tô con khác, Hậu quả khiến một người phụ nữ đang đi bộ từ nơi khai báo y tế ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Bạch Đằng ra xe ô tô gần đó tử vong. Nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe đầu kéo mất lái không làm chủ được phương tiện. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 18 tháng 11, chiếc xe Kia Morning 4 chỗ ngồi di chuyển trên đèo Mã Pì Lèng theo hướng từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Khi đến đoạn gần điểm dừng chân ngắm cảnh Panorama đã bị lao xuống vực khiến ba người chết và một người bị thương nặng. Nạn nhân gồm Lâu Thị My, sinh năm 1997, Bế Ngọc Đại, sinh năm 1972 ở thị trấn Đồng Văn, Hà Giang, Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1996, quê ở thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đồng Văn là Nguyễn Văn Hiệp ở tổ 1, thị trấn Đồng Văn. Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang và huyện Mèo Vạc đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 8 giờ sáng ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định và gia đình vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên bị cuốn trôi mất tích khi đang tắm sông cùng nhóm bạn vào chiều qua ngày 18 tháng 11. Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 18 tháng 11, anh Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 2003, trú tại khu vực 2, phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, cùng nhóm bạn đến khu vực cầu Đại Hàn bắc qua một nhánh của sông Côn, nằm giáp danh giữa xã Phước Lộc và xã Phước Hiệp, huyện Tì Phước để tắm sông. Trên địa bàn Bình Định những ngày qua có mưa to, do vậy nước từ thượng nguồn đổ về trên sông Côn rất lớn nên anh Huy đã bị cuốn trôi ghi nhận trong sáng ngày 19 tháng 11, mặc dù mưa đã giảm nhưng nước lũ từ thượng nguồn sông Côn vẫn đang đổ về các nhánh sông phía hạ lưu, một số tuyến đường tại xã Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Hiệp vẫn bị ngập sâu, người dân qua lại các đoạn này khó khăn, có trường hợp bị nước cuốn trôi đồ đạc và phương tiện. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.